Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là về cái công dụng và cái tác dụng và hạn chế của khi chúng ta sử dụng cái quả cà pháo khi mà chúng ta ăn ấy. Vì cà pháo là một món ăn rất là ngon trong bữa cơm gia đình của người Việt. Ở clip trước mình đã chia sẻ cách muối cà pháo sao cho giòn và ngon rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái điều mà chúng ta cần biết về cà pháo. Vì chúng ta đã biết là cà pháo nó rất là phổ biến trong món ăn truyền thống của mỗi mâm cơm của gia đình Việt. Không những ăn ngon miệng mà nếu chúng ta sử dụng cà pháo còn làm cho chúng ta sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta nhuận tràng này, lợi tiểu này, trị thủng thấp độc này, trừ hòn cục trong bụng này, ho nao này. Thế nên mình sẽ nói về một số cái tác dụng của cà pháo nhé. Theo đông y nhé, thì cà pháo có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, trì thống, nhuận tràng, lợi tiểu, trị thủng thấp độc, trừ mòn cục trong bụng, ho nao. Cà pháo còn được dùng để trị đau cả vùng thắt lưng này, té ngã tổn thương này, đau dạ dày, đau răng, bế kinh này, ho mãn tính này. Đấy là nó có tác dụng trong cái việc điều trị một số cái bệnh cho cơ thể chúng ta. Cà pháo còn cung cấp cả protein này, canxi này, sắt này, magie này, phốt pho này, kali này, kẽm này, còn chứa cả đồng này, selen và các vi khoáng quý. Và cái nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin B2, B1, vitamin PP. Trong những cái quả cà pháo này, nếu quả nào mà ngon thì chúng ta có thể luộc để ăn làm nộm và ăn xào. Còn quả cà già thì chúng ta có thể muối sổi để ăn dần, hoặc là muối mặn, muối chua ấy, để ăn ấy. Cà pháo có rất là nhiều cái tác dụng như vậy, thế cho nên chúng ta sẽ ăn cà pháo này. Nhưng mà để làm sao để ăn cho nó đúng cách thì các bạn lưu ý là vì cà pháo có tính hàn, cho nên thậm chí cái tính hàn này nó rất là cao, cho nên chúng ta kiêng dùng cà đối với pháo đối với những người hư hàn, thận trọng khi phối hợp với thức ăn hàn, nên ăn kèm với gia vị có tính ôn là cái tính nóng một chút như tỏi, ớt, sả. Người mới đau dậy, suy nhược không nên ăn cà pháo, và không nên ăn cà pháo sống, nghĩa là cà pháo sống như này chúng ta không nên ăn mà chúng ta phải chế biến, như là mình phải muối lên hoặc là nấu lên. Cà pháo tính hàn hơi độc nên ăn nhiều có thể bị đau bụng và sinh cố tật, cho nên người xưa có cái câu là một quả cà ba chén thuốc ấy, nghĩa là chúng ta ăn cà nhiều quá thì sẽ sinh bệnh ấy. Và như là một quả cà để chúng ta khi ăn vào mà sinh bệnh thì chúng ta lại phải uống bằng mấy thang thuốc để mới khỏi ấy. Ví dụ như thế, người bị bệnh tăng nhãn áp không nên dùng cây cà để hoa tím. Còn có cái cây cà gai hoa tím ấy, có hình dáng tương tự như cây cà gai hoa trắng ấy, chỉ khác là hoa màu tím ấy, quả màu vàng đổi sang màu đỏ khi chín ấy, quả này không nên ăn. Đã có khá nhiều trường hợp ngộ độc do ăn nhầm lẫn với cái loại cà này. Ví dụ như vì sao dân gian người ta nói câu một quả cà bằng ba thang thuốc ấy? Vì chỉ là vì có lẽ là nó sẽ có cái dụng ý là cái cà mà cà sống ấy, chưa chín ấy, vì trong cà sống nó có độc tố ấy, có solanin ấy, độc ấy, quả cà chưa chín có nhiều solanin hơn quả cà đã chín ấy. Nên khi chúng ta ăn cà muối sẽ dễ bị nhức mỏi, có lẽ nên chúng ta mới ăn như vậy nó mới không tốt ấy. Vì vậy nên những cái quả cà như này chúng ta nên phải nấu lên. Đấy là nếu quả quá ngon ấy thì nấu lên, luộc lên và xào xiết các thứ ấy. Còn không thì chúng ta muối chua ấy, để cho giảm cái solanin đi ấy. Solanin ấy, còn nếu chúng ta ăn sống như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều độc tố nhé.
Và những cái bệnh thì chúng ta có thể dùng cái cà này để trị đau răng, viêm lợi, trị ho lâu ngày không khỏi, trị mụn nhọt đau khớp khó chịu, trị sâu bọ kiến cắn mà làm độc, trị đinh nhọt và viêm mủ da, trị ong vò vẽ đốt, nứt nẻ ở bàn chân kẽ chân, trị nhọt lở loét, trị chân tay bị nứt nẻ và giá lạnh. Như là dùng những cái bộ phận trong cái cà này để chúng ta kết hợp với những cái một vài cái loại thảo dược để chúng ta thành thuốc chữa bệnh được á. Đấy là những cái công dụng và những cái lưu ý khi sử dụng cà nhé. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé.